gót trong máu thật là nhiều, nhưng mà mỗi cái rìu của tôi lại trừ cho em nó khá là nhiều máu. Dạ sao? Anh em có thấy một cái sức mạnh vô cùng to lớn đến từ vị trí của The Raven hay không? Welcome anh em đã trở lại với Mỗi Ngày Một Sao Cùng Hai. Và cái series này chúng ta làm từ Bạch Kim đi lên, và ngày hôm nay chúng ta đã đến Kim Cương rồi. Chà, ngó nhẹ thì chúng ta cũng có thể thấy người anh em sinh top 50 kìa. Wow, dữ gì sao? Như vậy thì có đồng nghĩa là chúng ta được gánh hôn. Khó chịu vô cùng chưa? Ok, và ngày hôm nay trong tay The Raven, tôi sẽ đi cùng với người XP có vẻ là thân thiện đó, đó là Nami. Em ấy sẽ hồi máu bằng cách tạt nước vào người của chúng ta. Đó, rồi ở giai đoạn đầu trận này, tôi sẽ đứng ở bên cái bụi này để mà canh nó ra rồi bem phủ đầu luôn nha anh em ơi. Ở đầu trận thì The Raven của chúng ta có một lượng đam khá là to, nên mình tẳng được khi mình tẳng luôn anh em à. Lấy luôn cái chiến công đào xém xém cho nó có minh này. Nè, tôi đang canh nó đi xa xa, chúng là tóc biến lên là lụm luôn đó. Cứ mà có vẻ như là người anh em xây gia biết cái vấn đề đam đủng nên nó to như thế, cho nên là đứng ở trong thôi anh em à, không có dám ra. Tôi cũng chơi cái trò mà đóng băng lính xương xương rồi cho nó mắc dạy xíu, rồi cảm thấy như là nửa keo máu đó mình ngon đó, cho nên là tôi bắt đầu farm lính và đẩy vào trụ. Tôi muốn có một pha băng trụ, chúng ta sẽ rỉa ít nhất ở ngoài hai cái, rồi sau đó là chúng ta sẽ đẩy vào bên trong luôn đó. Lúc này Seiya đang biếu và kiếm ném vào bên trong, tôi vào ném cho em lấy mấy cái rìu, và sau đó người ăn được mạng đó chính là Nami. Không sao, em nó chịu tăng trụ thì ăn luôn cũng được, không sao đó mà. Rồi sau đó là em nó cũng chịu giùm tôi viên nữa, tôi lại vào và Yumi lại nằm xuống. Đó là một cái sự đàn áp đến từ vị trí của tôi và Yumi ở trên khu vực đường trên, và làm cho AD với SP bên kia bắt đầu hoảng loạn dần. Quá mượt luôn. À mà quên nữa anh em à, anh em có cần ạc với skin tốc chiến thì tôi có nha anh em ơi. Cảm ơn anh em rất nhiều. Sure, thank you. Rồi đâu chẳng, tôi lên nhẹ cái giày phàm ăn hút máu với sức mạnh công kích. What? Ngọc Quỳnh Lãng fan. Ngọc Quỳnh Lãng nó chỉ có ở trong quỷ thư thôi. Fan tính lên quỷ thư hả? Ơi không thành vấn đề anh em à. Bây giờ tôi sẽ gọi là farm lính, rồi sau đó em nó đứng gần là tôi rỉa cho em nó liền. Đây, rỉa xương xương nha anh em ơi, rỉa xương xương bằng những cái rìu của mình. Anh em cũng biết rồi, The Raven nó đau từ đầu trận. Mà nếu như mà lên đồ ngon là xanh xanh là nó đau tới cuối trận luôn. Khúc nào nó cũng đau hết trơn. Bên kia anh Mo Đàm đi rừng thì hơi khó chịu, sợ anh ra anh bật cái lâu đài tình ái xong rồi cái anh bem mình là hơi buồn. Ở lúc này tôi vào băng trụ và đơn giản là lấy thành công mạng của Seiya khi mà SP vừa tăng trụ cho tôi hai phát, và sau đó tôi quay lại tôi lấy luôn mạng của Yumi anh em à. Yes sir, quá tuyệt vời. Nami à, mày tạt nước vô người anh hồi máu lẹ lẹ đi mày. Yes sir. Rồi lúc này làm gì đây? Ăn trụ lấy láp giáp trụ thôi anh em. Một cái giáp trụ là 150 đó. Lấy hai lớp là 300 bằng mạng rồi. Quá tuyệt vời luôn. What? Chà. Định đứng đằng sau đợi ADZB ra, mà cái thằng Mo Đàm nó ra anh em à. Cái khúc này là chịu không có nói. Định một rìu nữa cho nó đi, nhưng mà ai chà, tôi đã sai lầm. Đam nó chà bá quá. Nếu như trong cái pha vừa rồi tôi tóc biến qua bên cái tường rồi tôi ném ngược lại nó cũng ngon anh em à. Nhưng mà tôi đã chủ quan. Oh my god man. Sau khi bị lâm vào trạng thái tơi nãy đó thì tôi lại trở lại khu vực đường trên cùng với Yumi, Nami của mình. Yumi là thằng bên kia. Tôi lại muốn băng trụ như là những cái pha vừa rồi. Vậy mà Mo Đàm nó canh anh em à. Thấy mà rồi, nó thấy mình xanh rồi, nó canh mình rồi anh em à. Khiến cho tôi phải lâm vào trạng thái tới nái cùng với đó là Nami luôn. Ủa Nami chạy được nha, Nami chạy được nha. Được được cái con. Sau cái sự cam nhẹ nhàng đó thì tôi trở lại cái khu vực đường trên nữa nha anh em ơi. Cũng trong mùa thu năm đó. Bây giờ tôi muốn băng trụ tiếp thì làm sao? Thì băng thôi anh em à. Để tôi lựa cái góc đẹp đẹp rồi tôi vô tôi ném rìu nó liên tại nha anh em ơi. Một cái này, hai cái này, nhặt cái rìu này, bốn cái này, năm cái này. Em búp cho tôi đi Nami à, búp đi em à. Dạ sơ. Bây giờ còn Yumi à, một rìu này. Quạch chà, mình khứa Nami này ghê thế nhờ. Ui nó lên phép hay sao á đồng bào à. Thôi không sao hỗ trợ là được rồi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cố gắng lấy luôn cái trụ này nha anh em ơi. Mà tôi sợ là Mo Đàm Kaiser lên đây nữa đó, cho nên là ăn xong về nhá, hết mana rồi. Khoan, wait a minute. Mo Đàm 40 xương xương rồi. Vào tiếp cái con rồng cho nó lẹ lẹ cho anh Lexin nha. Chitona ở bên tường kìa. Thôi không vấn đề, ăn được con rồng là missing complete. Rồi về lên đi giả kiếm nha anh em ơi. Cây này xuyên giáp bá trái. Đoạn đầu tiên chạm nhẹ vào người cái địch thì nó sẽ bị làm chậm nữa. Cái đó là giả kiếm đó. Nếu như mà giả kiếm khi
khi bây giờ mà nó giống như giả kiếm ở trên PC lúc xưa mà sau khi diệt kẻ địch là bị được tàng hình á. Trời ơi, thứ dữ nữa. Rồi ok anh em ơi, cơm bách chứ đấu trường. Cái thằng Khứa Xây Gia này hơi bị liều rồi. Đi hơi cao rồi. Gặp tôi là tắt điện ngay. Đó là ulti của Xây Gia để né tránh à. Ulti của tôi hơi bị hụt nhưng mà không sao, tôi tóc biến lên làm cho em nó thêm một rìu nữa là được. Đó là W đến từ vị trí của tôi. Hai cái thằng Khứa này trên đường trên là Chịu không nổi tôi rồi. Để tôi đi sương sương xuống đường dưới nữa mới được. Phải xuống dưới giúp đỡ những người anh em thiện lành thì mới được anh em à. Ok, bây giờ tôi có một cây gươm đồ tải anh em thấy rồi. Để lát mình chơi với Ugot, với cái anh gọi là Modern Kaiser nữa. Ra khu vực đường biết để giúp đỡ những người anh em thiện lành. Thông thường những người chơi mà cái đường của mình bể trụ rồi thì sẽ có xu hướng đi ra đường khác để mà bam. Tôi cũng vậy đó. Yes. Có Nami kế bên búp tôi cũng ok, cũng an toàn, yên tâm. Và nếu như đổi lại đó là một Yumi thì cũng ok luôn. Còn nếu như đổi lại đó là một giặc su SB thì mày cút. Ok, trong thời điểm hiện tại thì anh em cũng có thể thấy là Xây Gia ở trên. Ồ, gặp mặt người anh em Tristana to farm luôn. Đó là cái sự xuất hiện của Modern Kaiser. Và lúc này gặp Modern Kaiser là tắt điện rồi anh em ơi. Đàm quá, khó chịu quá, chịu không có nổi anh em à. Ugot dưới này cũng gọi là một đối một đó. Cũng hài hòa. Tiền team to farm lúc này thì cũng hơn team bên kia một tí, nên cũng an tâm anh em à. Cây vô cực là cây thứ hai tôi lên nhé, để chúng ta có chí mạng rồi gõ cho nó đau. Lại trở lại với khu vực đường giữa và đẩy lính đường lên thôi anh em à. Đơn giản nhiệm vụ chúng ta là như vậy. Và ở thời điểm hiện tại thì chúng ta có bị một cái là bị cái gì? Bị láo anh em à. Trời ơi, tôi xanh thì tôi láo thôi. Mấy nay quay cha, chuyện nào có mục tiêu lớn thì ăn tiếp với ta thôi. Dọn luôn cái bãi cờ him coi. Quạch chà, bất ngờ là Tristana nhảy qua. Tôi chiêu ba để cho em nó bị hất nhẹ mà em nó ulti tôi liền luôn á chứ. Nhưng mà Nami đã ulti và giữ chân em nó ở lại được. Một cái rìu vô cùng đẹp để cho Tristana lâm vào trạng thái tới này. Đó kìa. Rồi bắt thằng này ít bơi rồi anh em à. Bắt ít bơi rồi. Thoải mái từ từ nha. Đợi ra rồi mình bem nha. Hai thằng AD với SB đó không dám vào đâu. Quạch chà, gõ một cái kìa. Thôi, anh gõ đam như thế thì bố ai chơi với anh. Đây, Ugot ở khu vực đường giữa nữa kìa anh em à. Thôi tôi vào trong này tôi ăn máu nha. Đau quá kìa, Lexin đi solo cùng Bolero nữa kìa. Quài ai. Bỏ đi bạn ơi, nhịn đi bạn ơi. Nhịn đi bạn ơi. Oh my god, tới tôi rồi anh em ơi, tới tôi rồi. Ugot ghim xích vào người tôi. Tôi tóc biến để né đi cái ulti của Yumi. Và lúc này là Immortal Kaiser đã đến. Anh ấy dồn sát thương liên tục vào người của tôi nữa. Ugot là chưa tới tầm để mà bắn. Đó là ulti của Nami. Wow, trời ơi, tóc biến qua đó, đó là Xayah. Tôi tặng nhẹ cho Xayah 4 cái rìu và Xayah phải lên bảng điểm số, khó chịu vô cùng. Em nó chắc là ở thời điểm hiện tại đang được hỏi thăm gia đình rất nhiều. Và tôi muốn trở lại đấu trường để có thể bồi thêm một vài số cái rìu để cho team bên kia có thể phần nào hưởng ứng được cái sự đau đớn đó. Tôi lấy thành công của mạng Tristana sau khi nhảy qua và cái bơm của em ấy chưa đủ đam để có thể kết liễu tôi. Dạ dạ, phước lớn mạng lớn anh em à. Rồi mà lúc này tôi muốn lên một cái cây súng hải tặc để kết liễu bên kia cho nó nhanh anh em à. Kết liễu cho nó đã. Đẩy ra đi luôn. Ừ, con rồng ra luôn anh em ơi. Ừ, rồng lửa này. Trời ơi, rồng này cũng êm đó nha. Rồng lửa này thì cho chúng ta về sức mạnh công kích. Còn bên đó là sức mạnh pháp thuật nữa. Yes sir, ăn nhẹ nhàng như làng mây luôn. Tôi đang sợ. Sợ cái gì? Sợ thằng Modern Kaiser nó đưa tôi vào lâu đài tình ái anh em à. Khó chịu lắm. Một rìu nè, 445 phép rồi. Ugot đã đến anh em ơi. Đó là ulti đến từ vị trí của Nami. Quá được. Đó là inset về của Lexin giúp tôi lấy được mạng Ugot. Kỹ năng là khá tốt, giúp cho team có được cái lợi thế vào trong giao tranh. Và lúc này chỉ có 3 người ở khu vực đường giữa mà thôi. Mo Đàm Cai Sơ chuẩn bị là đưa tôi vào lâu đài tình ái nhưng mà sát thương quá lớn, phải cho em ấy nằm xuống thôi. Và thằng Yumi thì hai rìu, 9999 đam là ngập bồm. Cái thế này là gọi là cái thế gì? Cái thế thượng phong. Cái thế thượng phong mà chúng ta đẩy vô luôn anh em ơi. Rồi lúc này tôi hơi bị hết mana nha. Được không sao? Xuy, chơi là xả láng, chơi là chơi hết, hết chơi về. Ừ. Rồi chúng ta về lên cây vô cực. Rồi chúng ta ra, chúng ta ném cái nào, đao cái đó. Kìa, Ugot kìa. Anh muốn làm gì tôi? Ugot, anh muốn làm cái gì tôi? Tôi còn Nami ở đây nè. Nami canh nè, nó ra nó bập tan rồi, búp liền cái mày. Đó, một rìu cái là muốn đi về rồi. Có Yumi nữa hả? Không sao anh em à, đó là nhảy để né đi cái ulti của Yumi. Quá hay Ugot ơi, và tôi không bị choáng anh em à. Đó là cái rìu thần thánh. Thêm một cái rìu nữa, 99 đam là ngập mồm. Rồi. Em ơi lâu đài tình ái đó. Nó phải gọi là
khó chịu vô cùng, về lên luôn cái lời nhắc tử vong. Rồi mấy anh biết rồi đó, cái thời cuộc này là cái thời cuộc của tôi. Lên nhẹ thêm cái chị gai nha em ơi, để mình đối phó với cái anh mo đàm cai sơ đó, khó chịu vô cùng, đàm quá đàm chịu không có nổi. Lúc này có ba rình na so là có, nên là chúng ta cần ăn có ba rình na so là hợp lý. Bây giờ đàm to lắm anh em à, ăn nhanh lắm. Ui, mo đàm cai sơ kìa, Ugot nữa. Lúc này Le Xin đã nhào qua và hai bên có cho mình những cái pha giao tranh du cùng gắt. Tem đã lấy thành công mạng của hai thằng khứa này rồi. Chitterna thì đang có mặt ở khu vực đường trên để mà đẩy đường. Lúc này Tem tôi ăn ba đình Asor là quá hợp lý. Chỉ còn Saya cùng với đó là Yumi đang ở khu vực đường dưới để đẩy lính nữa. Thì chắc chắn là không có ai có thể nào mà cứu được cái con ba đình Asor này rồi. Dạ sao. Và sau khi ăn con này thì việc tiếp theo anh em cũng biết rồi đó. Chúng ta sẽ cầm con Tihet và sau đó đẩy thẳng cái đường giữa lên, thẳng cái đường giữa cho tôi, thẳng băng cái đường giữa luôn và sau đó chúng ta sẽ win. Trong này xây ra hơi bị sung, lúc này em xanh lại rồi sao? Quà cha con rìu đi luôn ấy. Cái gì mà mạnh dữ vậy mấy ní, rồi sao chịu nổi. Rồi trận này chắc ăn win rồi, còn gì nữa. Con đường cao thủ không còn xa. Dạ xa. Ngọt ngào hương thơm như tình yêu của đôi ta. Dạ xa. Rồi win nha anh em ơi. Còn gì đâu mà chúng ta không win. Còn ba thằng nữa, nhưng mà ba thằng này so easy đối với tôi rồi. Từng cái ném nhẹ nhàng, như cái thằng Tristana này thì có cả Yumi nữa cho nên là ném hơi lâu. Cơ mà không sao, nó cũng nhẹ nhàng vô cùng thôi anh em à. Và bây giờ chúng ta phải win thôi. Và nếu như anh em thích video của tôi, nhớ để lại cho tôi một đăng ký và một follow nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. So, thank you.